Xin chào quý vị các bạn, đây là chiều 28 Tết rồi. Chạy vòng vòng Sài Gòn coi có cái gì hay ho, quay cho bà con xem. Mình đang có mặt ở quận 8. Và mình chợt nhớ ra một cái xe ốc rất là dễ thương mà mình nhìn rất là thích. Hôm bữa bà xã mình chơi dưới là ba đi quay cái chỗ đó về, mẹ con thấy cái quán đó, mấy bên đây thấy vô các bạn YouTube ốc lên nhiều lắm, thấy hấp dẫn lắm. Quán ốc cũng hóm phía trước mặt mình đây đó. Mà nãy giờ đi tìm, mình tìm không ra thì cuối cùng mới tìm ra được cái đây là số 108 đường Lê Quy, phường 5, quận 8. Đây mình thấy chị ấy đang rất là tấp nập, đang lo bán hàng. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. À, con món bán cho bữa nay là ngày 28 Tết. Ủa, cuối cùng luôn. Không chưa. Cô bán là cô muốn bán còn 2 ngày nữa rồi. Cô muốn sẽ giải nghệ nghề bán ốc. Ủa, không còn bán cái này nữa. Ủa sao vậy? Tại vì cô muốn có lời hứa với mẹ là cho cô trả hết mấy đồng nợ. Cô không có bán nghề sắt xanh nữa, mà con sẽ chuyển qua là nghề bán gỗ vô đủ với bán nước mắm. À, vậy hả? Vậy là 2 ngày nữa là thôi luôn á, không bán được hả? Dạ, qua Tết nghỉ luôn rồi. Ôi chết cha, vậy là sao? Mua ốc bằng nước mắm. À, con. Ủa chị bán ốc gì vậy? Ốc mỏ vịt, ốc đỏ vịt. Ốc mỏ vịt hả? Nè ăn thử đi. Rồi vậy là mình may mắn quá vậy, coi như là mình là chắc quay video này là video cuối cùng cái cô bán ốc á. Đâu nè, cái nước mắm này mình mua một chai về. Lâu lâu mình mua ra chợ mua ký ốc về ăn. Ví dụ mình ăn ốc ngán quá thì mình cho ăn qua cá chiên dưa ngọc, rau muống xào tỏi. Nước mắm ngon quá vậy. Hộp vịt luộc, bánh nổi thịt heo quay, cá lóc nướng, cháo vịt đâm gừng bỏ vô. Ok đó, đủ món ăn chơi. Mặc như kẻ sợ dữ hơn kẻ sợ. Cho đâu cho em thử nghe. Chị bán cái này chị bán sao vậy? Cái này là chị bán hộp nhỏ 50, hộp lớn 100. Ăn thử đi, khoan khỏi ăn nước mắm, ăn thử nó đây ngon. Bên đây gọi là ốc gì? Ốc? Ốc mỏ vịt. Ốc mỏ vịt. Cái này là giống như cái món. Nhưng mà cái này mà không làm là ăn cái tê lử. Vậy hả? Trong quán nhiều chỗ không có làm ăn tê lử. Con này làm rồi ăn nóng cái tê lử. Dễ sợ luôn. Là chưa ăn nước mắm đó. Ủa? Dạ, muốn ăn nước mắm không? Lại ngon quá ta, ốc mỏ vịt mới là bụng đang ăn luôn á. Rồi mình để lên con nữa đi. Mình để cho em con cái mình chấm nước mắm của cô mớm đi. Rồi, chấm nước mắm cô mớm. Rồi, đây để con cái đi. Có bán nước mắm lẻ không? Thế gì làm cái gì? Để cái hũ này bán vậy. Bán. Còn cái này là tặng. Chị tặng cho khách. Chị phải vô chai á. Không, bùng chính bán. Thôi hả? Còn cái này tặng cho khách. À, tặng cho khách hả? Không, nhưng bây giờ bán cho chai. Khách tặng khách hàng đặt 4 chai nhà mai lấy. Một chai 1 lít là 100 ngàn. Chai 1 lít. Rồi, lấy chai đi. Mai có. Mai mới có hả? Đây cầm cho, để đi. Cái này đủ món ăn chơi. Đây bà con thấy không? Rồi. Hết đây là xong luôn hả? Còn bịch nữa, ông xã đây lên ra. Này chị bán bao nhiêu ký? Bán mùa nóng quá. Ủa? Lúc nào có hàng bán có 70 ký à. Chị bán có một nữ hả? Đã chảy hết đồ rồi. Bình thường chị bán ốc gì nữa? Ốc đắng, ốc gạo, ốc bông. À. Nay hết rồi. Rồi nãy là mình thử chưa cái có. Cái này là cá lóc nướng là ăn ok luôn á. Cái nước mắm nhìn ngon quá chị ơi. Cá lóc nướng mình cuốn á, rồi sống nó chấm ngon á, mở hành rồi phồng. Xỉu ngon lắm luôn. Rải ốc gạo vô ăn với bún. Rồi cái nước mắm gì làm ngon quá, nước mắm tỏi. Rồi ốc luôn quá ngon luôn, tuyệt vời. Thật, ngon quá. Ta không làm nước mắm này bán thôi, cũng người ta mua ăn ăn bớt xỉu luôn. Tại vì lúc này vừa làm cái này vừa bán mà vừa tặng khách hàng, không làm kịp. Nhưng mà khách hàng nào mua chai hai chai thì có thể bán được. Rồi để coi, dạ. Ăn tiếp đi. Có mà. Sao đâu, chuyện nhỏ. Cứ ăn, mời khách hàng vui vẻ. Trời ơi, thấy đây, đây, đó. Bao ăn luôn hả? Bao ăn luôn. Nãy ăn hết ba con rồi. Ba con sao tính tiền? Trời, khỏi tính tiền. Trời. Dễ thương quá. Cái này mà ví dụ mà cầm nướng mỡ hành đó, mình ăn với nó là ok lắm á. Mắm ngon quá bà con ơi, quý vị các bạn ơi. Ờ.
cá lóc mà hấp ba cũng mới chán hồn lắm. Xỉu luôn, đứt luôn. Xỉu luôn quá trời. Đây là vừa nữa. Con ăn đi con. Ăn đi con. Nè con thử đi. Đó, ốc đỏ vịt. Làm con trai ăn đi con. Còn ốc đỏ vịt siêu ngon. Rồi. Đây, khách hàng là thượng đế. Rồi, chơi luôn. Ăn con mình gan luôn. 1, 2, 3, bỏ vào. Có chừng tấm. Bán tới tối luôn hả chị? Bán ngay đứa, chút xíu là hết. Rồi. Không tới tối. Sáng là chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 2 giờ ra gánh. 2 giờ. Bán bên trong cầu Vĩnh Tân. Rồi. Rồi xong. Tới bán tới sao bây giờ? Đó bây giờ là hết rồi. Ồ. Ở nãy là ốc trắng, ốc gạo, ốc khu hết rồi. Vậy chỉ còn món ốc biển thôi. Ốc món vịt là ốc biển hả? Đó, ốc biển cái này là hàng biển. Rồi vịt cái hũ nó mỏng này cho mình quá. Chúa trùm rồi. Có một cái tình yêu vô bờ bến với nước mắm. Cái này chị làm luôn hả? Nhà nhà làm hả? Ok. Ok. Ôi giời ơi. Trời ơi. Giết người, giết người. Giết người quá đáng. Trời giết người quá đáng. À. Cái này cô mới như vậy nè người ta. Tại vì cái keo của ta nhỏ quá. Cái keo lớn nó bể rồi, chưa có gì mua keo. Phải cái keo bự hơn gì mới được. À, ông xã về lấy ốc thêm. Chị có con gái không? Có bằng hai vợ chồng. Có. Có Tiết Nhi đó. Tiết Nhi là ổng. Nhỏ con gái. Ờ, đâu biết không? Ông quay lên Uber, nó lên, nó quay phim, quay cho mẹ đó. Ồ, vậy hả? Đi chợ Bình Điền quay luôn cho mẹ đó. Ồ, ồ, ồ. Dễ thương. Thôi, cho em lấy... một hộp tâm chồng hả? Một hộp tâm chồng. Rồi, lấy hai hộp đi. Rồi. Lấy hai hộp về cho bà xã. Rồi, hai hộp. Cũng có gì vậy? Mấy cái clip của các bạn YouTube đi làm thì móm dễ thương quá. Rồi đây. Bữa nay mới có thời gian đi làm qua 18. Rồi. Móm lúc nào cũng cười, cũng dễ thương á. Móm nè, ở đâu gần đây không? Dạ, bốn nó bò ở chỗ em bán, đi đâu mà. Ở gần đây luôn. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn con. Rất nhanh, rất gọn. Mà rất vui nữa. Bán cánh cửa là tất bật rất là mệt nhưng mà lúc nào cũng nở nụ cười. Biết đầu cái đến cuối lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng có hai lúc đồng tiền nữa. Trời ơi, gì móm xấu chí đó. Mà có duyên. Có đồng tiền xài mà không hết. Cười mày. Duyên vậy nó mới vớt được ổng á. Ổng đẹp trai hơn gì móm nữa. Ha, chú đẹp trai không? Hai cháu hả? À, ba cháu, hai trai một gái. Hai một gái đi học chưa? À, hai đứa thì lớn à, có vợ, có gia đình ở riêng. Dạ hả? Còn nhỏ gái Út 20 tuổi. Ừ. Tên là Tiết Nhi. Ừ, con móc lên xe đi. Thì chụp cho với móm tấm hình. Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn là những ngày giáp Tết. Nó đơn giản, nó dung dị, nó dễ thương như vậy. À, cho nên là mình tranh thủ thôi, mình đi vòng vòng thấy cái gì dễ thương. Quay lại thì món rất là dễ thương, nhưng mà nói trước nha, ốc của chị món sắp sửa là bán ngày 30, sắp sửa là tiền chủng rồi đó, mấy ngày hết ngày 30. À, mai mốt mọi người, nhưng mà mọi người về đừng quên rồi món về á, à, món phải... về hưu, ốc về hưu chứ không phải món về hưu, ốc về hưu ốc về hưu chứ không phải món về hưu, ốc về hưu chứ không phải món về hưu, còn nhưng mà đủ đủ. Nhưng mà mắm, nước mắm không có về hưu rồi nha, nước mắm vẫn còn là nước mắm. Đúng vậy, nước mắm vẫn còn là nước mắm, nước mắm cũng vẫn còn là nước mắm. Dạ rồi. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách được vui vẻ,
quan trọng là sức khỏe, dồi dào sức khỏe. Rồi đây coi, ủa chắc chắn. Rồi đây ly xì móc chúc cho nha. Dạ, nha. Đó, tình thương mến thương. Dạ. Năm chục nộp con. Này ông tỏi vịt ngon. Thôi không cần biết tên luôn. Đây là món rất hân hạnh là quý khách khán giả. Món không biết gì để nói. Rất là vui vẻ vừa món và vừa tặng tặng gì cho món. Rất là hân hạnh 57 tuổi rồi được dịp như vậy. Rồi dữ vậy. Quá vui luôn. Rồi 57 tuổi. 57 tuổi. Trời ơi. Ông nội dạ, vậy. 50. 50 bộ hộp. Bày vô, bày vô. Không cả. Dễ thương gì đâu á. Hai hộp. Rồi thôi tạm biệt bác. Rồi. Để bán nha. Cái này là hai bậc. Để buôn bán nha. Cho gái tặng hai bậc luôn. Chắc xách cái mà cái này chạy quá. Ôm đi, mới ngại đâu. Ôm đi, cảm ơn. Mà nói đùa trong cái tập này không? Chúc khán giả, cô chú, anh em, cô cậu được mạnh dạ và mạnh giỏi. Sang năm là mớm giải nghệ, nghề bán ốc, không bán ốc nữa nhưng mà bán nước mắm nha. Bán nước mắm. Nước mắm đủ món ăn chơi và mớm sẽ bán gỏi đôi đủ. Xin cảm tạ. Cũng ở đây luôn hả? Dạ ở đây luôn. Ồ, ngon ghê ổng. Cô, bữa nay nắm này nè. Hả này ngon lắm con, này hàng biển con. Cớ gì mà các bạn trẻ chúng ta mới chút xíu than thân trách phận đúng không? Đó, hãy nhìn. Anh chào con. Chào con. Rồi, ok con. Anh chào em đúng không? Rồi, lại được gặp khán giả ruột mình rồi chứ. Rồi. À, cảm ơn con nha. Trời, cảm ơn con. Trời, ở sao không nhìn thấy chú hay gì đâu? Con thấy anh này vừa quay á, hồi con nghe tiếng chú. Ủa vậy hả? Con bóng không biết chú đâu. Dạ mà rồi ok. Anh chụp hình giùm em đi. À đưa anh qua. Con đây là bắt con nào con cá. Dạ 1, 2, 3. Rồi tôi chúc anh chị ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Rồi sức khỏe. Lúc rồi chúc mừng con nha. Ủa tôi có chạy từ đây hả? Gần đây. Ốc tỏi vịt con. Rồi cho đi tiếp. Đi tiếp bây giờ đâu rồi, vòng con có nhiều điều. Chúc con vịt vui vẻ nha. Đây. Mặn ngon quá.